Nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Tiêm Hòa Phượng nha. Hòa Phượng với hai con. Ông ăn hút gì đó, ông bẻ á, bẻ 4 mét em xây nang gì đó. Ông ép cái bẫy đó. Nên mình nói bây giờ mình mua 60 giờ. Có phải thả gió cũng được, có tầm trung. Tại vì sao nó phải ngày nào cũng to đâu. Chung quy là phải nói như ngày này, nó mới gọi là chuyện này. Gánh giàn thì con nào cũng gánh được giàn hết, nhưng quan trọng là do gió của nó. Gió mà nó gánh được thì bắt đầu nó mới gánh được. Chứ bây giờ mà gió mà chẳng gánh được thì... Ông ngồi vào vị sinh dẻo lắm. Đây, hôm làm bội bội thì phải đi, không kết quả làm xong lần, nó đi luôn. Là kết quả là đi lệch. Đúng rồi, có nhiều khi mua ăn mua đấy đúng không? Sao bên đó chưa có khí động học còn lên đâu? Ngoài chưa làm về. Chưa làm về. Các cụ hôm nay bận. Chưa ai làm về. Còn quá bận kiếm tiền mua gì. Gió này cũng đâu mưa đâu, cũng sướng. Cái này không đủ rồi, không làm nữa. Tiếc thấy trời mưa vẫn đi thả thôi mà, chỉ là bảo giờ sắp mưa mới về. Tiếc là mấy cái bèo lấy. Công mình bỏ ra mình làm mà sửa. Bác mà Thành nhá, bác Thành dìm hàng cái quả. Yeah. Một con cú của em quá đấy bác Thành ạ. Cái này không làm. Sao đâm ngay kiếm cho tao luôn. Mà chỉ có lòng mới hiểu. Chỉ có lòng mới hiểu thôi. Thôi thôi, anh đừng có nói nữa. Anh Tân ạ. Thì ra mình nói đéo đâu. 13 hả? Kìa rõ kìa đó. 6 cơ mà vậy. Ông chạy sắp vào lồn lên. Chạy đâu, ông ngồi thẳng. Ông ngồi. Ngồi đâu mà ngồi. Cái đó. Rồi, đang gắn đèn này. Chuyện bị ấm bột leo. Cái gì? Hết bố ơi. Không phải, cái đấy là cảm ứng kìa đó cha. Thằng buồn. Đây, hôm đấy đây. Biết đây này. Đây này. 1 2 này, 3 vết này. Nguyên một cái ở trên này. Rồi, chuẩn bị cho anh em cho con lên ra con này nhá. Mày Tân. Idol Tân Đâm. Rồi, đang nhóm lên rồi đấy. Chạy đi. 1 2 3. Thằng gió yếu quá.
trơn, chập trơn, chập trơn. Không lên nổi. Ồ, mà gió chân đẹp. Rồi, đang cho xuống nha các bạn nhé. Chịu không nổi đâu. Rồi, xuống. Ok, bắt tận tay. Quá đẹp luôn. Gió trên yếu lắm. Gió tầm trung. Gió chân là rất mạnh này. Đang đu đưa ngọn cây này. Nhưng mà gió tầm trên lại rất yếu. Rồi, các bạn thấy hay, các bạn cho mình một like, một chia sẻ. Các bạn chưa đăng ký kênh thì các bạn nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều. Xin chào, hẹn gặp lại.